này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Chị Banana ơi, chị Banana mau chốt khỏi đây với Happy nè chị Banana ơi. Trời ơi Happy này kỳ vậy, chị Banana đang chơi ở đây rất là vui luôn nè, ở đây có đồ chơi quá trời luôn nè Happy. Nhưng mà bây giờ không phải lúc chơi chị Banana ơi. Ủa sao kỳ vậy? Chị Banana biết ở đây là đâu không? Ở đây là chỗ trường học mẫu giáo. Bởi đây là chỗ cho trẻ con chơi đó chị Banana. Tức là người ta tưởng đâu là Happy với chị Banana là trẻ con, người ta bắt người ta nhốt vô đây đó. Ủa cái gì vậy? Nên chị bây giờ chúng ta phải gọi là đi hợp tác với nhau để trốn thoát khỏi cái chỗ gọi là cái khu vui chơi của chị Banana nè. Ủa vậy nói ra là mình đã bị nhốt vô đây hả? Đúng rồi, vậy mà chị Banana còn vui chơi được nó mới hay chứ. Thôi chị Banana không muốn bị nhốt ở một chỗ như vậy đâu, chị Banana muốn đi ra khỏi chỗ này. Vậy thì bây giờ chị Banana hãy cùng hợp tác với Happy trốn thoát khỏi đây đi. Hợp tác hả? Được rồi, hợp tác là cách nào nè? Bây giờ chị Banana nhấn vào cái nút xanh này đi chị Banana. Ủa nhấn cái nút xanh nè. Đúng rồi, Happy sẽ qua nút xanh này để nhấn cho chị Banana đi qua. Như vậy là qua được rồi hả? Dễ vậy. Đó, chúng ta cần hợp tác với nhau vậy đó chị Banana. Bây giờ ở đây có cái đường này, mình nhảy qua mình đi đi Happy. Ủa giá rậm nậu rồi. Trời ơi chị Banana ơi, đây không phải là cái đường đi đâu, đây là một cái đèn đó chị Banana, cho mình nhấn cái nút này nè cho người bạn thứ hai của mình đi qua đó. Vậy là mình hợp tác, khi mà chị Banana qua được thì chị Banana sẽ nhấn cái này cho Happy qua đúng không? Đúng rồi đó, vậy mới là hợp tác đó chị Banana ơi. Nhấn rồi, Happy đi. Happy đi, leo lên leo lên. Rồi để Happy lên nha. Rồi leo lên đi. Ủa giá trời ơi chị Banana ơi, sao chị Banana nhảy xuống vậy? Ủa vậy hả? Chị Banana quên có biết đâu. Rồi mình đứng là mình đứng yên luôn hả? Đúng rồi, vậy để Happy qua trước cho nha. Rồi qua trước đi. Hi, qua bên này. Thì ra là phải đứng im như vậy làm chị Banana tưởng đâu đứng là một cái là xong. Tưởng chị Banana đi nhích 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 nhích. Rồi chị Banana leo lên rồi đó. Hơi khó này là hơi khó nè chị Banana ơi, mà mình té xuống là mình sẽ rớt xuống hố đen đó. Trời ơi, gần xỉu vậy mà rớt cái gì? Rồi Happy tới đây rồi nè chị Banana, giờ cho chị Banana đi đó. Hey, chị Banana hôm nay đi thiệt là nhanh luôn đó, trời ơi, tiếc ghê luôn á. Đi nè. Đúng rồi, mấy lúc trước Happy thấy chị Banana toàn là té lên té xuống không ạ. Ủa? Ê, chị Banana nhấn nút cho Happy đi để Happy đi qua. Rồi nha. Happy qua đi. Đó, Happy nhảy qua bên đây. Cái nào dễ thì để chị Banana, còn cái nào khó thì để Happy đi. Đúng rồi, cái đường màu vàng bên đây nó dễ hơn nè. Đúng rồi, tại vì chị Banana đâu biết bắt cua đâu đúng không? Đúng rồi. Tam nè, đứng là màu đỏ rồi nè. Rồi qua đây. Wow, ghê chưa? Ê, chị Banana ơi. Hả? Mà cái chỗ này cho con nít chơi á mà dễ thương quá ha. Happy đúng rồi nè. Happy cũng thích lắm luôn á. Trời ơi, phải chi mình là con nít mình ở đây mình chơi hết Happy. Nhưng mà cũng không tốt làm gì đâu chị Banana ơi. Sao vậy Happy? Ở đây sẽ có những cái gọi là không tốt cho mình đó, tức là mình là người lớn mà mình đi vô chạy của trẻ em đó chị Banana. Là không có xứng đáng đúng không? Đúng rồi, mình phải vô chạy cho người lớn. Thì ra chạy người lớn làm như là bị bắt. Mình phải vô. Ê, leo lên đi. Ủa, Happy nhảy lên được luôn nè chị Banana. Thôi đừng có nhảy vậy lâu lắm. Bây giờ chị Banana đứng cho Happy đi trước này, đi đi Happy. Cái đường này nó dài nè, để Happy đi cho. Chị Banana dở lắm. Để Happy qua bên đây, Happy nhấn nút cho chị Banana nha. Ủa, nhấn màu xanh đúng không? Đúng rồi. Vậy là Happy phải đi cái khó, còn chị Banana đi cái dễ, vậy chị Banana nhớ rồi. Tại vì Happy trẻ, Happy còn sức hơn chị Banana. Chị Banana già rồi. Ủa giời ơi, dám chơi chị Banana già hả? Rồi chị Banana nhấn nút cho Happy đi qua. Happy. Rồi đi đi. Happy qua bên đây, Happy nhấn nút cho chị Banana qua nhé. Rồi, cái đường này rất là dễ đi luôn á, đúng là đường của em bé mà Happy. Đúng rồi, cho em bé. Đây là mình sẽ lựa color. Đây đây đây. Rồi, màu đỏ. Rồi, lựa màu xanh biển tiếp theo xanh đi chị biển. Banana. Wow, chị Banana thật là hay. Trời ơi, chị Banana biết màu mà Happy, chứ đâu phải chị Banana bị ngu đâu. Màu xanh lắm. Yay, xa cuối lắm. Cùng là màu vàng. Rồi, qua đi. Yeah, tới chị Banana nè. Thì. Rồi, xanh dương đi Happy. Xanh dương nè. Xa lắm. Xa lắm, nhanh lên. Xa trời lắm. Ơi, lâu quá. Rồi, màu yellow. Yellow. Bây giờ tới đây làm sao? Nè, chị Banana nhìn nè, ở đây có bạn hướng dẫn cho mình luôn. Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Đây là một người sẽ đứng ở đây để nhấn nút cho mình, còn người kia sẽ nhảy lên cái bậc nhóm và nhảy lên cái chỗ bắt cua á chị Banana. Ồ, vậy hả? Bây giờ vậy nếu vậy mình sẽ đứng màu gì trước vậy? Màu đỏ cho Happy đi chị Banana. Màu đỏ, ok. Rồi, nhúng. Rồi, chuyển màu xanh nước biển cho Happy nè. Xanh nước biển luôn hả? Blue. Rồi. Rồi, yellow. Yellow. Màu vàng. Rồi, cuối cùng là màu xanh lá. Ok, qua đây Happy. Wow. Tới chị Banana đi. Hey, ây da, trời ơi, chị Banana hơi bị là khó khăn đó Happy ơi. Khó khăn trong cái việc mà nhảy bật nhúng. Rồi, xanh dương đi Happy. Ok, Happy, chị Banana đi nhanh như vậy. Happy có chuyển nào khá là nhanh luôn nè. Hey, từ từ từ, rồi màu vàng đi Happy. Ok,
đây, chị ngồi dậy với chị Banana nè. Trời ơi, cái này mà đi một mình rồi làm sao mà thoát khỏi đây. Đúng rồi, cái này mình hợp tác với chị Banana. Oh my god. Hên á là có chị Banana ở đây với Happy, chứ không là Happy không biết đi chung với ai luôn đó. Rồi, bây giờ chị Banana đứng cho Happy đi trước nè, Happy đi đi. Ok, Happy sẽ đi trước chị Banana nhé. Trời ơi, ở trong này y như đang á, tập tô màu vậy đó. Đúng rồi, trong con nít mà chị Banana, trẻ em mà. Ồ, tính ra cái mình bị nhốt trong này á, mình là trẻ em mình cũng thoát ra được, đúng không chị, mà người lớn. Đúng rồi, nhưng mà trẻ em nó sẽ suy nghĩ khác với mình rất là nhiều luôn á chị Banana. Ờ, nó suy nghĩ khác hả? Đúng rồi. Tức là nó không biết màu hả? Màu đỏ đi Happy. Đúng rồi, giống Happy nè, Happy bị Happy bị mù màu. Rồi, màu vàng nhanh lên. Trời ơi, lâu quá, màu xanh lá cây nhanh lên nha. Là xanh lá cây. Tóc hành lên. Rồi. Rồi chị Banana đứng qua xanh dương cho Happy lên nè. Tóc hành lên Happy ơi. Trời ơi, bạn này đẩy chị Banana ra ngoài được mình. Rồi, màu đỏ chị Banana. Màu đỏ chứng tỏ. Rồi. Màu vàng cho lên. Rồi, đi đi, nhanh lên. Nhanh. Xanh lá cây. Bứt tóc nào. Rồi. Để Happy qua cho, để Happy đứng cho rồi. Rồi màu đỏ nhanh lên. Đỏ. Rồi. Hồi hộp quá. Mấy một tí là chị Banana bước hộp rồi. Rồi đi đi chị Banana. Ê. Để đây. Đỏ. Xong. Rồi thoát về nhà rồi. Qua qua. Ê chị Banana, cái này á bây giờ thì chị Banana chọn màu xanh hay màu đỏ nè. Ủa mình phải chọn màu hả? Chị Banana chọn màu đỏ. Ok, chị Banana lên màu đỏ đi. Vào màu đỏ đi. Vào rồi nè. Chị Banana nhảy xuống. Nhảy xuống đây. Nhảy ở giữa nha chị. À, chị Banana nhảy đây cho Happy nhảy qua lên đầu rồi chị Banana phải không? Tại như này là mình nhảy xuống đây là mình ngẫm phải không Happy? Đúng rồi, hay quá. Thôi. Unbelievable. Trời ơi, nhảy như vậy cũng học nữa, buồn ghê luôn á. Có nhiều hey. Cũng té. Như vậy chứ những lúc như vậy mình hồi hộp lắm đó Happy. Đúng rồi, chị Banana đứng im nha, không hồi. Té luôn rồi chị Banana, qua vậy cứu Happy nè. Vậy chị Banana phải quay lại hả? Đúng rồi đó. Trời ơi, oh my god. Ơi chậm kiếp ơi các má. Rồi nè, màu đỏ nè. Màu đỏ này chứng tỏ chứng tỏ em nhỏ nó ngầu. Qua nè. Hey. Trời ơi. Quá easy luôn. Ê, dậy đứng dậy được chưa? Từ 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 từ, chị Banana khoan hay với đầu Happy nha. Được chưa, được chưa? Hồi hộp nè, hồi hộp nè, qua. Được chưa? Qua. 1, 2, 3. Còn khúc cuối, trời ơi. Oh my vậy khúc cuối cùng luôn. Hên quá đi vậy. À, chị Banana cho Happy nhảy lên đầu đi chị Banana. Ê, sao cái chỗ này cứ tối ngày phải nhảy lên đầu vậy ta? Để mình hợp tác với nhau mà. Ok. Mình phải nhảy lên đầu nhau. Rồi, màu đỏ. Lên đi. Rồi đi nhanh đi chị Banana, hết thời gian đó. Ủa có dùng hết thời gian nữa hả? Đúng rồi, lại còn có 2 giây gì vậy. Nhanh. Rồi. Ui, hên nó vừa đúng lúc hết thời gian luôn á chị Banana. Ơi mình mở cửa này mình thoát đúng không? Ui giật thì lại không gió nè, đi theo Happy chị Banana follow me. Thôi mình phải đi chào cô giật thôi. Có chỗ này nè chị Banana, nhảy xuống đây. Nhảy xuống hả? Wow, tối đen. Trời ơi chị Banana, mình bị rớt xuống một cái căn phòng nào đó nè chị Banana. Trời ơi căn phòng này nó còn rậm hơn căn phòng ban đầu nữa. Trời ơi nó có cho mình cái chìa khóa. Ê chìa khóa. Lấy chìa khóa. Ơi có cái ông nào nó không căng cái cửa nè. Trời ơi căng cửa hả? Vậy làm sao mà thoát đây? Đúng rồi đó chị Banana ơi. Happy sẽ đi ra sau lưng ổng và mở cửa một cái đùng. Ủa, đi ra sau lưng ổng hả? Ơi trời ơi, cái cửa ở đâu vậy? Trời ơi chị Banana. Ơi, là phá cửa một cái đùng luôn. Trời ơi, hên ông đóng rồi ông dí heo Happy. Trời chị Banana là ngầu rồi. Cái gì? Cái này là một cái mê cung bắt cua để chúng ta có thể đi qua một cái căn phòng này nè. Ủa? Rồi rồi, Happy biết rồi, chị Banana cứ nhấn nút heo màu của Happy kêu đi nhé. Ủa, vậy bây giờ Happy đi đâu vậy? Nhấn nút màu đỏ cho Happy đi chị Banana ơi. Màu đỏ hả? Đúng rồi đó, nhấn nút màu đỏ cho Happy qua cánh cửa. Rồi. Tiếp theo là màu vàng. Tiếp theo là màu vàng. Trời ơi, một người ở trên đây là một người ở dưới đó nhảy đó hả? Rồi, tiếp theo nữa là màu xa lánh. Màu xa lánh, rồi, ok. Đè luôn nha chị Banana ơi. Rồi, chị Banana sẽ đè liệt cái cục xa lánh. Màu vàng. Màu vàng hả? Đúng rồi đó. Màu vàng, đè liệt cái cục màu vàng cuối cùng. Cuối cùng là màu xanh biển. Trời ơi, luôn. Sao mà rắc rối dữ vậy? Rồi. Khá là dễ luôn đó chị Banana ơi. Tại vì á, chị Banana nghe nó nhức đầu vậy thôi. Qua đi chị Banana. Ủa, thấy Happy rồi nè. Rồi, được rồi, chị sẽ chui xuống cái cửa giống như Happy. Ê, lộn rồi chị Banana, chị Banana lại chỗ Happy qua nè. Ủa, vậy hả? Đúng rồi. Ở đâu vậy? Hả, cánh cửa màu hồng. Oh my god, màu hồng. Ủa đây, à màu đỏ đây, chị Banana đứng cho Happy qua trước nha. Ok, chị Banana luôn. Trời ơi, phải chỉ có 2 người đứng thì thiệt là nhanh đó Happy. Cái này mình chơi 3 người được là vui lắm đó chị Banana. Đúng rồi, 2 người chạy qua chạy lại cực quá à. Nhưng mà cái này là mình hợp tác đó, nên là ít người nào chơi 3 người lắm đó chị Banana. Tại vì á, toàn có 2 người bị bắt cùng một lúc thôi đó. Ủa vậy hả, tại sao mà chị Banana đi đâu với Happy mà bị bắt cùng một lúc? Không biết, lúc nào Happy chị Banana cũng đi chung nhau. Là la kỳ lần sau mình phải xa lắm nhau nha. Chị Banana ơi, bây giờ chị Banana hãy nhảy lên miếng màu đỏ đây nha. Màu đỏ được. À cái gì vậy? Oh my god. Ôi Happy cho anh chị Banana đó chị Banana. Trời ơi, tội tào lao thì chứ, đã đang gấp rút rồi còn nhảy ra nhảy vô. Ê trời. Ủa? Ơi chị Banana đi chung cái laser, chị Banana té luôn, Happy không làm gì chị Banana luôn á. Ủa giờ chị Banana tưởng đâu cái đó là cái bình thường, ai ngờ là cái laser. Đúng rồi, laser đó.
Ôi nguy hiểm quá. Coi chừng laser. Đây, màu đỏ đi, màu đỏ. Coi chừng laser đó chị Banana. Từ màu xanh chạy qua màu đỏ mà Happy chạy cũng lâu, màu xanh Happy. Chạy đi á. Chị Banana quên đứng trên cái miếng màu đỏ, chị Happy màu xanh. Chị Banana quên đứng trên miếng nhật. Rồi. Nhức cái não. Cái não giật giật. Rồi, màu xanh đi. Rồi, màu xanh này chuyển nào nha chị Banana. Màu xanh đau cái đầu. Ê, cái gì chạy đau cái đầu? Gì vậy? Nhất nhất cái đầu Happy ơi. Thôi bây giờ mình không giỡn nữa, mình nghiêm túc lên nào. Happy đứng, có thể nào mà đứng cho thiệt là yên vô Happy. Rồi màu xanh. Chắc không? Chắc. Rồi nha, màu xanh đi chị Banana nè. Chị Banana mệt lắm rồi đó nha Happy. Happy đừng có mà đi. Màu đỏ nha. Không, chị tự xử chị luôn đi Happy ơi. Chị Banana là cung cận sự nha mấy bạn. Rồi đại đi màu đỏ Happy ơi, cho chị Banana qua đi. Chắc không? Chắc màu đỏ. Mệt lắm rồi đó. Rồi màu xanh. Rồi màu xanh nè nha, chắc màu xanh không? Rồi nha, 1 2 3 chắc chắn. Từ từ nha, từ từ nha. Từ 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 từ. Rồi rồi. Hey, rồi màu đỏ Happy, đại đi. Trời ơi, nhìn chị Banana đi, dạ làm nhanh lên đi, đừng có lâu quá. Rồi màu xanh. Thôi Happy cho chị Banana té luôn bây giờ. Tốc độ lên Happy ơi, đừng có làm lâu quá, tốc độ lên. Màu đỏ tốc độ lên. Qua nhanh đi nè. Tốc độ. Hey, rồi. Trời ơi. Qua bên đây nè chị Banana, trời ơi nghe nó mệt mỏi quá chị Banana ơi. Mệt mỏi cái gì vậy? Ủa này không khác nữa hả? Này là mình leo đầu nhau nè chị Banana. Rồi leo đi, muốn leo đi. Leo đầu con cá chị nè. Rồi leo lên. Lên đi nè. Chị Banana có con cá nó cao được tí xíu cho Happy. Ai đi trước? Thôi Happy đội cá lên giùm chị Banana. Để chị Banana qua trước cho chắc cú. Để không hầu cho chị Banana lọt khó hoài. Rồi đi. Cho chị Banana lọt khó đen luôn. Tự xử luôn hả Happy? Đúng rồi, Happy cũng tự xử rồi. Tám chuyện rồi chị Banana ơi, cứu Happy nào. Đúng là tới công chuyện này Happy này thiệt là ngu chứ. Đâu rồi, Happy đâu? Đây nè, Happy đây nè. Rồi leo lên. Hơi, rồi cho chị Banana lên á. Chuyện này không biết chừng nào mới đến nơi. Rồi Happy đi trước đi. Happy cần xử rồi, Happy tự xử, Happy chỉ ngỡ mày. Leo lên, leo lên. Rồi nghe, đừng có hả nha. Ơi. Hết hồn mà chị Banana ơi, làm Happy hết hồn. Ơi. Rồi xong chị Banana tự xử luôn rồi bạn ơi. Trời ơi trời. Thôi chị bây giờ chị Banana lên trước Happy đi. Để Happy đi sao cho. Hai. Rồi. Đó, rồi xong chị Banana lên đi nè. Nhảy xuống, leo lên nó cút. Rồi, lần này đàng hoàng rồi, xanh lá, rồi xanh lá đó. Rồi xanh lá. Mệt dữ lắm rồi đó nha. Mệt lắm rồi đó nha, mọi người. Ừ, mọi người. Mọi người. Lần này mà Happy té một cái nữa là chị Banana bỏ luôn á. Rồi nè, chị Banana tới chuyện rồi nè. Không có nói nhiều đâu nha. Cái cây này sao nó ốm như vậy. Nãy giờ còn được mấy miếng bự bự. Cái gì vậy? Rồi. Ốm nội, nội xương luôn chị Banana. Đã đang dung mà còn làm cho dung thêm. Dung. Rồi leo lên đại đi. Đang dung mới dung. Dung chết. Rồi. Ê chị Banana ơi. Cái gì nữa? Đây á là màn mình đi tiêu diệt quái vật đó. Tiêu diệt quái vật hả? Đúng rồi, bây giờ chúng ta hãy cần cung cự sự với nhau nè. Hey, chị lúc nào không biết tiêu diệt quái vật chứ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đánh cái con quái vật robot thầy giáo này đi. À, dám bắt chị Bancada vô đây. Nè, cái ông này ổng bắt mình vô, ổng là robot hay hèn gì, ổng mới bắt mình vô đó chị Banana. Ổng không biết nhận dạng đúng không? Đúng rồi. Chị Banana ơi, chị Banana né ổng á, coi chừng ổng dí chị Banana, nó sợ quá hả? Ông dí Happy, ổng làm như con robot vậy đó. Chị Banana, chị biết đánh đằng sau lưng thôi. À, ông đỏ que chị Banana ơi. Ở cái mặt vậy mà đỏ que. Rồi, rồi. Ông té đâu, ông xỉu rồi. Thôi, ông xỉu, ông có cái cúp nè. Ê, bây giờ là mình đi vô cái cúp đó chị Banana ơi. Ồ vậy hả, vô cúp này hả? Ba lu chị vô đi chị Banana ơi. Đi vô cái lò vô đi. Rồi chị Banana ơi, mình đã chiến thắng rồi. À, thì ra là mình đã chiến thắng cái ông mà đã bắt mình đó hả? Nè, cái ông này nè chị Banana ơi, mắt đỏ que luôn. Rồi con mắt màu đen và con mắt màu xanh. Gì vậy? Con mắt màu hồng và màu xanh. À, con mắt màu đen và con mắt màu tím. Tại với tự thôi, chị Banana này bị mù màu quá chị. Mấy bạn ơi, chị Banana không thấy được màu xanh và màu hồng. Rồi tự nhiên chị Banana đang đây, chị Banana biến ra mất tiêu rồi trời. Trời mấy bạn ơi, chị Banana đăng sức rồi thôi, chắc Happy cũng đi tìm đường để đăng sức thôi. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.